Bé Tư đừng có nói vậy. Tôi... Thôi, thầy đừng nói gì hết á. Tôi hiểu mà. À, thầy nè, tối hôm qua Thức làm mấy cái bánh ít, thầy ăn có dở, cũng đừng chê nghe. Thầy... Đó là chỉ củ mạch phồng với nước tương, ngoài ra không thêm bất kỳ loại gia vị nào khác nhé. Trong quá trình giảm cân cũng nên giảm khẩu phần ăn uống, kiêng tối đa các loại đường, tinh bột, dầu mỡ khác. Rau xanh, rau củ thì vẫn cứ ăn bình thường, và nhất là hãy cứ uống càng nhiều nước thì sẽ giúp giảm cân và làm đẹp da càng nhanh hơn ạ. Nhưng mà ngày nào cũng ăn cháo củ mạch chẳng nghĩa là ăn ngọc không thấy ngán hay sao? Không biết là loại hạt này nó có thể chế biến thành những món ăn nào khác được không nhỉ? Được chứ ạ. Ví dụ như hạt kiều mạch xào rau củ nhá. Nguyên liệu của chúng ta gồm có cà rốt bào sợi mỏng nhỏ này, bông cải xanh cắt miếng vừa ăn, rửa sạch hạt đậu Hà Lan và bắp hột, cho nước vào nồi đun sôi và cho hạt kiều mạch vào đun khoảng 10 phút. Câu chót ở lưỡi đầu môi em đã không tin thì
gió mưa nhiều. Lời nào ta rót vào tim nhau trong mê biết nói sao. Từ đó chúng ta người mỗi nơi tìm lối yên vui rồi. Nhắc chi chuyện cũ thêm đau lòng lắm người ơi. Còn thương nhau nhé, xin quên đi ngày đã qua. Lời nào ta rót vào tim nhau trong mê biết nói sao. Từ đó chúng ta người mỗi nơi tìm lối yên vui rồi. Nhắc chi chuyện cũ thêm đau lòng lắm người ơi. Còn thương nhau nhé, xin quên đi ngày đã qua. Thank you.
đường mòn đến vắng bước chân anh.